tạo hóa cho mỗi con người chúng ta hai bàn tay, một bàn tay để giúp đỡ chính mình và một bàn tay chìa ra để giúp đỡ người khác. Vậy làm thế nào để giúp đỡ người khác đúng cách? Làm thế nào để cho đi tài sản khi chúng ta còn quá khó khăn? Jean Hathorn tin rằng thứ tài sản quan trọng nhất mà chúng ta có thể trao đi và giúp đỡ người khác không phải là một căn nhà, một chiếc xe hay số tiền trong tài khoản ngân hàng mà mình đang có, mà đó là những bài học trong cuộc sống mình đã trải qua hay những giá trị tốt đẹp, tử tế ta cho đi trong cuộc đời này. Bạn thân mến, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một cuốn sách đã làm chấn động và thức tỉnh nền giáo dục thế kỷ thứ 20, đó chính là Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới. Nếu đó là thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng tác động trực tiếp đến những nhà giáo chính thống, thì đối với đội ngũ Jean Hathorn, truyền thông cũng là một kênh giáo dục gián tiếp và truyền thông tử tế cũng sẽ thay đổi thế giới. Chúng tôi có một ước mơ về một xã hội tràn ngập sự tử tế, tràn ngập những giá trị nhân văn cao đẹp, chân, thiện, mỹ, len lỏi khắp mọi ngõ ngách phố phường, mảnh đất hình chữ S thân thương. Những ước mơ tưởng chừng như xa xôi, nhưng hóa ra lại rất gần thôi, ngay tại đây và ngay bây giờ, bắt đầu từ sự thay đổi trong tâm mỗi người. Nếu bạn cũng đang khát khao lấy chuyển hóa bản thân và lan tỏa điều tử tế là sự nghiệp vĩ đại của cuộc đời mình, nếu bạn sẵn sàng dành trọn tâm huyết và một phần nguồn lực thời gian nghiêm túc để rèn luyện, phát triển và cống hiến cho cộng đồng. Khóa học Content 3 gốc tự nhiên như hơi thở, bùng nở chất tinh hoa dành riêng tặng bạn. Đừng lo lắng nếu như bạn không có bất cứ kỹ năng hay kiến thức gì về sản xuất nội dung và làm truyền thông. Truyền thông chỉ là phương tiện để lan tỏa giá trị. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn. Điều quan trọng nhất vẫn là một cái tâm khát khao được đóng góp công sức nhỏ của mình cho xã hội mỗi ngày tốt đẹp hơn. Còn chần chờ gì nữa nào, hãy lên thuyền cùng với chúng tôi. Bạn và tôi, chúng ta là anh em. Tài sản kiếp người chẳng xa xôi, chuyển hóa thân tâm giữa cuộc đời, góp sức chung tay điều tử tế, hạnh phúc giản dị khắp muôn nơi.